Hello, kính chào anh chị em nhà đầu tư, rất vui lại được gặp lại anh chị em trong một video phân tích về cổ phiếu thị trường. Em là Trọng Đại Shimoku. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em một số cái quan điểm về mặt thị trường. Thì trong khoảng tầm 2-3 hôm vừa qua chia sẻ với anh em rất là kỹ đúng không ạ? Rất là kỹ và cảnh báo anh em rất là nhiều điều về thị trường trong 1-2 phiên vừa qua. Đúng không ạ? Thì buổi sáng ngày hôm nay thì ngay cả bản thân em đại trong những buổi live stream hay là những cái video hay là trên room cộng đồng đã chia sẻ với anh em về quan điểm về mặt thị trường là chúng ta phải hết sức cẩn trọng vào trong cái nhìn này, đúng không ạ? Đã chia sẻ với anh em rất là kỹ rồi đó. Thì hôm nay chia sẻ thêm với anh em là ví dụ như anh em vẫn là còn đang kẹt hàng thì chúng ta hành động như nào, còn anh em đã bán được giống như room khách hàng của em đại đã bán được thì chúng ta canh mua ở những cái vị thế như thế nào, chúng ta cùng theo dõi anh chị nhá. Anh chị xem video thì nhớ để ra vài giây để like ủng hộ cho em Đại, để củng cố tinh thần em Đại, để ủng hộ em Đại trong cái giai đoạn sắp tới chị nhá. Anh chị nào cần hỗ trợ quá trình đầu tư thì có thể liên hệ với em Đại theo số điện thoại trên màn hình để em Đại hỗ trợ anh chị em trong giai đoạn sắp tới. Thì đầu tiên trong ngày hôm nay thì điều đầu tiên là team cũng đã cho bán hiện thực hóa rất là nhiều cái lợi nhuận trong buổi sáng hôm nay. Khi mà Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam thì mang theo rất nhiều cái sự kỳ vọng về một cái công cuộc hợp tác mới khi mà Việt Nam chính thức trở thành đối tác, Mỹ trở thành chính thức đối tác toàn diện đúng không ạ? Sau Trung, Ấn, rồi Nga, rồi Hàn Quốc thì bây giờ đến Mỹ. Thì buổi sáng hôm nay trước cái sự hưng phấn của thị trường mở một cái gap rất là lớn thì team em Đại đã cho anh em bán và hôm nay đã bán L14, đã bán AS và bán LSS và buổi chiều cho bán cuối giờ sáng cho bán Novaland. Đó là cái nhận định của em Đại trong suốt giai đoạn vừa qua, khoảng tầm 2 đến 3 phiên vừa qua đúng không ạ? Thì buổi sáng đây anh chị thấy lúc 9:30, 9:31 này em cho bán hết luôn. Không còn giữ lại một cổ nào cả nếu mà anh em đánh ngắn hạn. Và trong room của riêng em Đại thì buổi sáng ngày hôm nay cũng cuối giờ sáng ngày hôm nay cũng cho anh em bán lúc hơn 11 giờ cho em bán hết cái lượng Novaland mà team cho mua ở trong ngắn hạn, cũng được khoảng tầm 20% đó anh em nhé. Đó, không phải bây giờ mới nói với anh em về cái quan điểm này, và đã nói với anh em cái quan điểm này từ khá là lâu rồi. Nếu mà anh chị nào theo dõi em Đại thì em Đại đã làm những cái video phân tích về cổ phiếu, phân tích về thị trường, ví dụ như nước rút hay là xin rút đúng không? Hay là em đăng ở trên Zalo đây, có gì đó không ổn đúng không? Đó xuất hiện những cái tín hiệu trong khung H1, tín hiệu sớm đã nói với anh em rồi. Hay là đây, làm những cái video này, nước rút là không dễ đâu đúng không ạ? Đó, nhiều anh em cứ kỳ vọng mình có nhịp nước rút đâu đó khoảng tầm 5-70 điểm đúng không ạ? Nhưng mà quan điểm của em Đại là chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Và cũng đã chia sẻ với anh em với cái quan điểm rồi, một quan điểm đó là chúng ta muốn đi được đường dài, muốn kiếm được lợi nhuận trong cái quá trình đầu tư thì chúng ta phải tránh được những cái cú điều chỉnh mạnh. Anh chị nào, điều chỉnh mạnh giống như phiên ngày hôm nay. Buổi sáng là mở một cái gap ra tầm 10 điểm, hơn 10 điểm. Và đến buổi chiều giảm mất mười mấy điểm. Tức là tính về cái giá cao nhất với giá thấp nhất chênh lệch nhau của cái ngày hôm nay đối với index hay là VN50 đâu đó khoảng tầm 35-40 điểm. Đúng không ạ? Loanh quanh ở tầm 30 điểm, em xin lỗi khoảng tầm 30 điểm. Vì hôm nay là VN-Index chỉnh 17 điểm, buổi sáng là mở gap tầm 10 điểm, tức là tầm 27-28 điểm, đúng không ạ? VN-30 cũng vậy. Đóng nến VN-Index hôm nay là gần như là thấp nhất phiên. Đó, và chúng ta cùng đi qua thị trường một chút anh chị nhá. Tất nhiên là những anh em mà đang kẹt hàng thì đang rất là sốt ruột, rất là sốt ruột. Thì chúng ta theo dõi xem là cái vị thế ở ngắn hạn thì chúng ta xử lý như thế nào. Đó, đầu tiên là chúng ta thấy ở đây ở khung H1 còn một cái điều này nữa, đó là trong lúc mà buổi sáng ngày hôm nay đây, trong room mà khách hàng của em cũng đã chia sẻ với anh em rồi, nó cảnh báo với anh em rất là nhiều. Thời điểm đó là lúc 11 giờ 5 phút đã chia sẻ với anh em. Trời ơi, mất điện. Alo. Đó, có chia sẻ với anh em về này, về cái mốc 1237 cái mốc này là mốc rất quan trọng, buổi sáng hôm nay thì nó chưa mất
Nhưng mà đã nhắc với anh em, nếu mất cái mốc này thì anh em phải đánh ngắn hạn, anh em phải bảo toàn lợi nhuận. Cái điều quan trọng nhất là bảo toàn lợi nhuận. Khi mà lợi nhuận của chúng ta trong cái thời điểm vừa qua là anh em có bắt được những cái thời điểm là 1.150, lợi nhuận khoảng tầm 15-20% tùy mã. Đó. Trên cái khung daily, trên cái khung H1 thì VN-Index ngày hôm nay xuất hiện những cái hai cái volume bán ở cây 2 đến H1 cùng rất là lớn anh chị ạ, rất là lớn. Và buổi sáng ngày hôm nay cũng nói với anh em rồi, khi mà nó mở một cái gap lên rất là lớn nhưng mà nó không phá được cái đỉnh cũ là cái đỉnh 1.155 thì cái khả năng rất là cao sẽ có nhịp điều chỉnh. Và ngay sau đó, ngay sau khi mà nó không phá được lúc 9 giờ hơn, 9 giờ 30 ấy, là team đã cho bán luôn. Nếu chúng ta nhìn ngắn hơn một chút thì khung M15 này, hay là thậm chí là khung M5 này, chúng ta thấy đâu mở một gap lên cái sau đó áp lực bán, sau đó tạo một cái đỉnh ngay sau đó là 9 giờ 23 này, tạo một cái đỉnh nhỏ hơn và sau đó nó lại không lên được nữa, điều chỉnh là khi đó là em đã quyết định cho anh em bán. Đấy, khi mà lên 112 cái lúc 9 giờ 20 này, là không phá được cái vùng đỉnh cũ là 1150 1155 à 1250 155 là team đã cho bán đó. Và đến cái thời điểm giờ giờ chiều mà khi nó mất cái vùng 1237 mà nó không giữ được nữa là anh em mà chưa bán là cũng phải bán đó anh em nhá. Thì hiện tại câu hỏi đặt ra là VN-Index có tiếp tục cái vùng hỗ trợ của nó ở đâu. Vùng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là quanh cái vùng 1200, là hai cái đường màu vàng và màu cam này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy ở đây cái động lực giảm của VN-Index ở hai cái nến H1 cuối cùng vẫn đang khá là mạnh. Thứ nhất là volume, thứ hai là cái áp lực giảm về giá đang tương đối mạnh. ATC mặc dù là có một cái chút hồi nhẹ nhưng em đánh giá là không quá lớn, không quá lớn, nó chỉ hồi đâu đó được có mấy điểm thôi, từ 1220 đến 1223 thì có 2-3 điểm thôi, không đáng kể. Nên là cái khả năng rất là cao là buổi sáng ngày mai tiếp tục một cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn. Vị thế ở trong ngắn hạn, nếu mà buổi sáng ngày mai tiếp tục một cái nhịp điều chỉnh đâu đó một cái gap khoảng tầm 5-7 điểm hoặc 10 điểm gì đó thì anh em mà có hàng thì chấp nhận tiếp tục mình nắm giữ thôi. Nếu chúng ta đã bán, chúng ta phải bán ngay từ hôm nay khi mà nó thủng mất cái đền này. Đấy, cái vùng đỉnh mà nó tạo ra là cái vùng 1236, 1237 này, em có chia sẻ đây. Đấy, 1239 là cái đấy, thì em chia sẻ với anh em là 1237 mất cái chúng ta phải bán ngay. Đó. Mà sau đó trên lúc khách hàng em còn báo anh em là lúc nó hồi lên có một cái nhịp hồi trên khung mà năm đây. Sau một cái nhịp đầu tiên nó mất 1237. Đấy, nó có nhịp hồi lên đây này. Có báo anh em có cơ hội anh em vẫn bán được là 1239 chỗ này. Đó, là vẫn bán kịp. Ngày hôm nay thì rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh. Nếu mà hôm nay VN30 không có một số cái cổ phiếu mà có cái động lực tốt kiểu như là Sapeco này, kiểu như PXL hay là VPBank thì ngày hôm nay thị trường thậm chí có thể là thảm khốc hơn nữa. Sapeco hôm nay là đỡ thị trường khá là mạnh đấy. Có những thời điểm nó tăng tận tận đâu đó là năm hơn 5%. Đó, ngày hôm nay đỡ khá là mạnh, không thì khá là nhiều cổ phiếu thậm chí là thị trường điều chỉnh có thể điều chỉnh sâu hơn nữa. Đó, anh em nhá. Nên là vị thế buổi sáng ngày mai anh em nếu mà có một cái gap giảm mạnh hơn nữa thì anh em không nên bán vội. Em chờ đợi những nhịp hồi có thể vào buổi chiều. Còn vị thế anh em mua mới. Đấy, mua mới ở đây thì anh em quan sát cái vùng 1200 cho em. Này, quan sát cái vùng 1200. Và ngày hôm nay có một cái tín hiệu cũng khá là ổn, đó là cái nhóm dầu khí. Buổi sáng ngày hôm nay cũng làm một video về nhóm dầu khí thì anh em quan sát cái nhóm dầu khí cho em. Dầu khí đang có những dấu hiệu đi ngược thị trường. Nếu chúng ta nhìn có thể là đi ngược thị trường. Ví dụ như PVD ở đây, buổi sáng ngày hôm nay thanh khoản khá là tốt. Buổi chiều thì cái áp lực bán gia tăng lên toàn thị trường. Nếu mà có những nhịp rung lắc điều chỉnh về những cái vùng giá 26. Hiện tại đang 26, 25.5 thì hoàn toàn anh em có thể mua trước một phần với PVD. Tương tự là với PVC hay là OI hay là PVT, buổi sáng hôm nay là lúc cái thời điểm mà nó vượt mới vượt đỉnh này đã báo anh em là anh em nào liều có thể bắt trước một phần. Đó, chấp nhận cái rủi ro cao một chút. Đó, lúc nó mới vượt đỉnh này, lúc loanh quanh cái vùng giá 24.5. Hãy còn anh em nào mà có hàng thì gia tăng thêm. Thì với PVD và PVC áp lực bán buổi chiều ngày hôm nay gia tăng. Tuy nhiên thì cái động lực của nó về mặt ngắn trung hạn, cái cơ hội nó cũng đang rất là sáng, nên là nếu mà có những nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn là anh em hoàn toàn có thể tham gia được. Nhưng mà để tránh cái trạng thái là thị trường có thể có một cái nhịp điều chỉnh sâu thì anh em tham gia với tỷ trọng vừa phải trước. Ví dụ như PVC ở quanh vùng
18.5, tỷ trọng vừa phải trước này, hay là OI một phần trước quanh cái vùng 10.5 đó, hay là PVD một phần trước quanh vùng 25.5 gì đó, loanh quanh cái vùng đó anh em mua trước một phần khoảng tầm 20-30% trước để chờ đợi những cái tín hiệu mạnh hơn thì chúng ta có thể tham gia với cái tỷ trọng lớn hơn anh em nhá. Đó, ngày hôm nay là một cái video ngắn về cổ phiếu, về thị trường, thì chủ đạo là về thị trường thôi, để chúng ta có thể an tâm hơn để chúng ta hành động cho nó cụ thể. Còn anh em nào mà chưa có cái hành động cụ thể, chưa có các phương pháp rõ ràng, thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với em Đại số điện thoại trên màn hình, em Đại add anh chị em vào room để em Đại hỗ trợ anh em sắp tới nhá. Thì như cái phiên ngày hôm nay đấy, cũng chia sẻ với anh em đấy, hôm nay thì ngay cả bản thân em cũng cho bán khá là nhiều, cho bạn em bán khá là nhiều, đặt ngay từ buổi trưa luôn, buổi sáng Novaland báo cho khách bán nhưng mà em chưa bán kịp, đến trưa mới đặt kịp, livestream xong mới đặt kịp. Đó, đó chính là cảnh báo với anh em rất là nhiều đây. Làm những video về thị trường đúng không? À đây có một cái ảnh vui một chút. Đó. Có một cái ảnh vui một chút. Anh chị nào. Hôm nay không phải chào mừng Joe Biden, ông Joe Biden, mà là kỷ niệm ngày 11 tháng 9 khi mà hai cái cây nến giảm rất là mạnh, như hai cái tháp đôi và hai cái volume cũng như hai cái tháp đôi luôn. Ok, chúc anh em buổi chiều vui vẻ. Anh em cần hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.